Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên một số những mặt hàng thuần tại vườn cho các bác sưu tầm nhá. Đây đầu tiên là một giò tam bảo sắc. Giò này gồm có 5 cây nha các bác nhá. 5 cây trồng rất là đẹp đây. Đấy, 5 cây xếp rụt xịt đây. Đấy, 5 cây này em bán với giá là 280.000 nha các bác nhá. 280.000 cho cái chậu 5 cây tam bảo sắc xếp thẳng này. Giò tiếp theo là một giò phi điệp tím. Giò phi điệp tím. Rất nhiều thân và rất nhiều ki nha các bác nhé. Các ki này về các bác cắt ra bỏ vào trong một chậu khác, còn là găm luôn xuống vào cái chậu này cũng ok nhé. B25 có giá là 200.000 nha các bác nhé. 200.000 phi điệp tím. Tiếp theo một giò hải yến. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nha các bác nhé. Hải yến gồm có 6 cây. Bộ rễ thì rất là đẹp rồi ạ. Giò này em bán với giá 200.000 B23. Giò tiếp theo cũng giò hải yến mã số B7, trồng trên một cục gỗ đây. Gồm 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. 8 cây. Đấy. Cũng có giá 200.000 nhé. Tiếp theo là một cục kiều siêu tím. Đấy, dòng kiều siêu tím đây các bác nhé. Mã số B28 có giá 600.000 nhé. 600.000 kiều siêu tím ạ. Giò tiếp theo một giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân. Mã số B2 có giá là 200.000. B2 200.000. Tiếp theo là một giò da báo nhé. Da báo B12 có giá là 200.000. B12 200. Tiếp theo mã số B10 là một giò long tu xuân. Có giá 180.000 ạ. 180.000. B10. Giò tiếp theo là một giò hoàng thảo kèn. Giò này gồm có 1 2 3 thân đây. Đấy, hai thân dài 18 với 20 nhá. Và một thân dài được tầm 10 đây. Và lên được 6 mầm gốc các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 cái mầm gốc đây. 7 mầm gốc nhá. Con này lên hẳn 3 cái 7 cái mầm gốc lên. Mã số B25 có giá là 350.000 nhá. 350.000 cho sợi hoàng thảo kèn đấy. Mã số B25. Tiếp theo là một giò đuôi chồn. Giò này gồm có 1 2 6 cây nha các bác nhá. Giò đuôi chồn gồm 6 cây. Mã số B26 có giá là 200.000 nhá. 200.000 mã B26. Giỏ chôn tiếp theo mã số B42. 1 2 3 4 5 6 7 cây. Đấy. Còn rất là đẹp rồi ạ. Giỏ này có giá 250.000 ạ. 250.000. Tiếp theo một giỏ kiều siêu tím. Mã số B27. Đang lên được thêm 1 2 3 4 lên được 5 mầm gốc mới đấy nha các bác nhá. 5 mầm gốc nữa đang lên nhá. B27 có giá 250.000 ạ. 250.000. Đấy, về các bác trồng thêm 1 tháng nữa là 5 mầm gốc lên mở lá rất là đẹp, chậu này thành chậu to rồi ạ. Tiếp theo một giò hoàng thảo vôi. Mã số B12 có giá là 200.000. B12. Các bác cứ để ý cái thân tơ thôi, đừng để ý thân dài làm gì, cái thân dài này, thân giờ nó không còn khả năng ra hoa rồi. Mã số B12 có giá 200.000. Tiếp theo là một giò chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc, đấy, nguyên một chậu này. Em bán với giá 180.000 mã số B33. B33 180.000. Giò tiếp theo một giò hồng nhạn. Mã số A17 có giá 150.000. Bộ rễ bám rất đẹp rồi nhé. 150.000 mã số A17. Hồng nhạn. Tiếp theo là một giò tóc tiên hương dừa. Phần trên một cái đĩa giớn đây các bác nhé. Tóc tiên hương dừa. Mầm mới đang ra rất là nhiều đây các bác này. Đấy, những cái này những cái mầm mới của nó này. Đấy, ra rất nhiều luôn nhé. Đấy, hầu như là củ nào cũng đang rẻ được một cái này. Mã số A30 giá 150.000. Tiếp theo một giò hạt vị lai châu. Đấy, cái giò này thì nói chung nó phải đến 40 mầm nha các bác nhé. Về các bác làm giống rồi sang năm 40 mầm này cứ đẻ ra 40 con dài tầm khoảng 5-70 là ok rồi. A65 có giá 200.000 nhé. 200.000 A65.
Rồi tiếp theo là giò lan quân tử mã số A96 có giá 100.000, A96 100. Tiếp theo đây là một giò thập hoa mã số A94 có giá 180.000, A94 180.000. Tiếp theo là một giò long tu xuân mã số A54 có giá 200.000 nha các bác nhé, 200.000, rất nhiều mầm ạ. Tiếp theo một giò kiều vàng mã số A92 có giá là 200.000, A92 200.000 nha các bác nhé, kiều vàng. Giò kiều vàng tiếp theo mã số A97 cũng có giá là 200.000, A97 200.000 kiều vàng. Tiếp theo là một giò kiều tím mã số A98 có giá là 280.000 các bác nhé, đang lên thêm được 3 cái mầm nữa, A98 280. Tiếp theo là một giò đi gà, đi gà tròn mã số A88 có giá là 230.000, A88 230.000. Giò đùi gà tròn tiếp theo mã số A87 các bác nhé, cũng có giá là 250.000, A87 250.000. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên mã số B88 160.000 nhé, 160.000 B88 sơn thủy tiên. Giò trồn tiếp theo mã số B58 có giá là 200.000, gồm 6 cây. Đó. Dễ bộ dễ bán thì quá đẹp rồi nhé. B58 200.000. Tiếp theo một giò hoàng thảo kem. 1 2 3 4 5 cây. Đấy, thân ngắn nhất được hơn 40 nha các bác nhá. Đấy, 40 50 đây. Và thân dài nhất được 2 4 6 8 gần 1 mét nha các bác nhá. Và thân này được 80 này. 1 2 3 4 5 thân. 5 thân và một cái kỳ đây và hai mầm gốc đang đẻ núi các bác nhá. Mã số A14 có giá 1 triệu 3 nhá, 1 triệu 3 hoàng thảo kem Lai Châu. 1 triệu 3. Giò tiếp theo là một giò đuôi cáo mã số B4. B4 có giá là 350.000 nhé. 350.000 mã B4. Gồm có 6 cây to. Tiếp theo một giò tam bảo sắc mã số A21. A21 có giá là 200.000 các bác nhé. 200.000. A21. AB21. Tiếp theo một giò hạc vĩ mã số A86 có giá là 400.000 các bác nhé, rất là nhiều thân hoa đây các bác này. Đấy. 400.000 A86. Còn tiếp theo là một giò huyết nhung mã số B19 có giá 400.000 nhé, B19 400.000 huyết nhung. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên mã số B3 cũng có giá 400.000, 400.000 B3. Rất là đẹp, rất quanh rất nhiều thân tơ. Và tiếp theo là một giò kiều vàng. Đấy, mầm non đang lên rất là nhiều đấy nha. Đấy, độ dễ quá ok rồi. Mã số B01 có giá 900.000. Và anh chị em ấy có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nhé.